Dạ, đưa vô á, là một lát rồi cho mày tiền chiêu. Tiền chiêu trên cái này hả? Ừ. Ngon chưa? Quá ngon. Ok. Rồi nè, con này nè cầm, đứng đó để gì đó. À, cầm vậy hả? Ừ. Đó cầm vậy nè, chừng nào chín tan nè. Cá nướng gơm anh em ơi. Quá đã. Lại kia là mình lột ra anh em. Mẹ đi bạn ơi, lâu quá vậy. Từ từ đang gấp, gấp luôn than đây nè. Hối thiệt, ngồi dẫn ngồi chờ mà hối sợ luôn, trái tùm lum luôn, mình đã lắp bắp nữa rồi, khổ ghê. Mắm me nãy giờ làm xong xong, xong rồi, xong rồi. Mẹ đi. Trời, đã vậy, tự cạo tự ăn luôn nè, mỗi thằng cây. Mỗi thằng cây hả? Món này bạn nói tên đi, mình chỉ gấp ra chứ nãy giờ bạn làm hả? Cá lóc nướng rơm. Bọn này giờ nướng gì mà rơm rơm gì tùm lum ra gì. Tao làm mình gì ghê mày? Có than nữa rơm không không. Đâu chưa đủ than. Nướng rơm với than. Trải nghiệm thử coi. Này cá chê, bạn cá lóc. Bây giờ ăn là banh ra nè, cạo cạo cái banh ra nè. Đó. Cạo cạo tém 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 vào banh ra hả? Tém ra. Đó, rồi con nào nó kéo ra nè. Rồi, rồi, rồi. Đó. Thử coi, từ từ nha. Bạn mình làm gì mà nó cạo cạo rồi nó tém tém ghê quá anh em ơi. Đó. Wow. Ăn 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 ở trong ra. Đây nè nè. Đó, ăn ở trong ra chứ không ăn ở ngoài ra, hiểu không? Đó. Đó, wow, đó, bây giờ mình nè, chuyên nghiệp không? Đó, thứ gì chịu nổi, thứ bảy chủ nhật không? Thứ bảy chủ nhật, mình biết bạn rồi nhưng mà mình ăn từ từ đây nè. Ăn cho nó điềm đạm thôi. Ăn mà thiếu cái này không được. Bành hết ra luôn. Ừ. Đây bạn. Ok nha anh em. Cái này ngồi, đáng cái là phải uống dữ à. Nước suối á, mà thôi anh em mình đổi cái này đi cho độc hơn xíu ta. Vô, vô đây. Mời anh em nha. Nè bạn ơi. Mắm me hả? Mắm me, mắm me. Làm nãy giờ xong biết bao lâu rồi. Nó nóng dữ trời. Lấy xương ra nha anh em. Ăn coi chừng mắt xương. Giống như cỡ bạn mình ham ăn cố uống vô táp 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 không mắt xương la làng cho coi này nha. Làm gì vậy? Sướng hả? Nó... Nè anh em, chấm vô mắm me nha. Nó khác thịt gà. Nó y như cá vậy đó. Mày tào lao chứ, cá lóc mà không lẽ giống thịt gà không nội. Mà không ướp cái gì nó cũng ngọt ngọt nhẹ ta. Ngọt chứ. Ngọt ta. Ngọt này là ngọt của con cá lóc đồng. Nướng với là rơm, vô có nhiều nước nó thẩm thấu vô trong thịt hết rồi. Ngọt quá anh em ơi. Nó đã, nó chua. Mời anh em nha. Nó chua của miếng me trong nước mắm. Mày chấm cuốn miếng me. Đây nè, tao quệt nguyên một cục cái này vô nữa nè anh em. Nhìn thấy chưa? Ăn nói nha. Nhiều quá mất ngon, để thưởng thức xíu rồi nói quá vậy. Ngon nó đã anh em ơi, cứ dần giả là đã. Biết sao ngồi giữa đồng không anh em? Ngồi về cho nó độc, cho anh em cũng giống như kiểu mình cống hiến cho anh em hết mình á. Trong nhà không ngồi đâu, trời sắp mưa cả hai thằng ngồi giữa đồng ăn. Trời vậy ơi. Cho nó lạ. Mời anh em nha. Đừng có chụp hình nha. Nghe mà chớp một cái là chạy nha bạn. Không phải mà làm quýnh cái đùng cái xong là hai người thua luôn á. Vừa nghe mà chớp cái là kêu cô đắt cái là chạy. Cảm ơn mấy bạn nha em.